Hello, Việt Thảo xin tái ngộ với các bạn. Show Văn Sơn vừa mới thu hình xong tại Connecticut, Văn Sơn 44. Xin được thông báo để các bạn cùng vui. Show rất thành công. Hai show trong một đêm, khán giả đông nghẹt hết. Quay bằng loại máy mới. Cái máy này đó là cái live show của người Mỹ quay trước được một cái. Và mình là coi như live show thứ hai trên toàn thế giới quay bằng loại máy này. Rất là rõ. Nó là của Canon, loại chụp hình 21 megapixel. Rất là đẹp, rất là rõ, hơn phim luôn nữa. Cho nên hy vọng rằng này cuốn DVD 44 của Văn Sơn, hình ảnh sẽ độc đáo lắm. Rất là thành công. Với lại chương trình lần này đó, nó khác với những chương trình trước. Không có giống là cứ mỗi tiết một MC ra rồi nói lòng do tâm quốc đủ chuyện. Lần này rất nhanh, tốc độ rất nhanh, mà gần như mọi người đều thấy rất là thích khi xem. Thời gian qua thì Việt Thảo không có thời gian nhiều để gặp các bạn trên Facebook. Hy vọng là sau show này rồi, có thời gian để tiếp tục trò chuyện cũng như trả lời các bạn. Thank you very much. I love you and I miss you. Alright? Bye.